xin chào tất cả các em học sinh rất vui khi đồng hành cùng các em hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải sách đại số và giải tích 11 một nâng cao bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là một bài thuộc chương thứ hai tổ hợp xác suất nhưng mà chúng ta đã nghiên cứu xong phần tổ hợp tiếp theo ta sẽ đến mục b đó là mục xác suất trong thực tiễn chúng ta thường gặp những hiện tượng ngẫu nhiên hiện đó là những hiện tượng biến cố hiện tượng hay gọi là biến cố mà chúng ta không thể dự báo một cách chắc chắn là nó xảy ra hay không xảy ra rồi không biết chắc chắn nhé lý thuyết xác suất là bộ môn toán học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên sự ra đời của lý thuyết xác suất bắt đầu từ những thư từ trao đổi giữa hai nhà toán học vĩ đại người Pháp đó là Pascal và Fermat. Xung quanh các xung quanh cách giải đáp một số vấn đề rắc rối nảy sinh trong các trò cờ bạc mà một nhà quý tộc Pháp đặt ra cho Pascal năm 1812, nhà toán học Pháp Laplace Để dự báo rằng Môn khoa học bắt đầu từ việc xem xét các trò chơi máy rủi này sẽ hướng hẹn trở thành một đối tượng quan trọng nhất của trí thức loài người. Ngày nay, lý thuyết xác suất đã trở thành một ngành toán học quan trọng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghiệp, kinh tế, y học và sinh học. Đó là câu dẫn, ha. Như vậy xác suất có khá nhiều ứng dụng. Ta đến bài số 4 đó là biến cố và xác suất của biến cố. Thứ nhất tôi sẽ nghiên cứu biến cố là gì? Mục A phép thử ngẫu nhiên về không gian mẫu khi gieo một con xúc xắc, Nó dấu sao nè, để giải thích con xúc xắc là gì? Con xúc sắc là một khối lập phương mà sáu mặt lần lượt có một 2, 3, 4, 5, 6 chấm. Mặt có K chấm gọi là mặt K chấm. Số chấm trên mặt xuất hiện được coi là kết quả của việc gieo xúc sắc. Đây hình ảnh cho con xúc sắc. Ta nhận thấy rằng rất khó đoán trước được kết quả của mỗi lần gieo. Nó có thể là bất kỳ một con số nào trong tập hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta gọi việc gieo con xúc sắc nói trên là một phép thử ngẫu nhiên như vậy phép thử ngẫu nhiên là gì phép thử ngẫu nhiên hay còn gọi tắt là phép thử là một thí nghiệm hay một hành động đầu tiên nó là một thí nghiệm hoặc một hành động gì đó mà kết quả của nó không đoán trước được, là ý đầu tiên nhé, kết quả sẽ không đoán trước được. Thứ hai, có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó, Rồi, nhưng mà có thể biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Thứ ba, phép thử thường được ký hiệu bởi chữ T. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và được ký hiệu bởi chữ Omega. Mới có ví dụ số 1. Không gian mẫu của phép thử gieo một con xúc sắc là tập hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi gieo một con xúc sắc lên thì chúng ta không biết nó sẽ ra mặt số mấy. Nhưng chúng ta biết rằng là nó chỉ ra được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái tập omega này là không gian mẫu. Như vậy omega chính là một tập tập hợp. Ví dụ số 2. Xếp phép thử t là gieo hai đồng xu phân biệt à, người ta có lý giải đồng xu nhưng thầy đọc cho bạn nghe nhé đồng xu là đồng tiền kim loại có hai mặt trên một mặt có ghi giá trị của đồng tiền người ta thường gọi đó là mặt ngửa mặt kia là mặt sấp như vậy mặt mà ghi giá trị đồng tiền là ngửa nha mặt này là ngửa còn mặt này là sắt được không mặt mà cộng hòa sôi chủ nghĩa việt nam á là sắt được không nếu dùng ký hiệu S để chỉ đồng xu lật sắp, mặt sắp xuất hiện và N để chỉ đồng xu lật ngửa thì không gian mẫu của phép thử trên là omega bằng sắp ngửa sắp sắp ngửa ngửa và ngửa sắp. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mặt số 1 là sắp, mặt số 2 là là ngửa nha. Ghi trước là mặt số 1, ghi sau là mặt số 2 tháng 1 cho phép thử T về gieo ba đồng xu phân biệt hãy cho biết không gian mẫu của phép thử đó rồi chúng ta có h 1 không gian mẫu omega nó là một tập hợp nha năm tập hợp ba đồng xu nhé thì có thể là sắp hết à, sắp 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 ngửa sắp gì nữa sắp ngửa sắp rồi ngửa sắp sắp được không như vậy đây là không lần ngửa đây là một lần ngửa tiếp theo là hai lần ngửa nha ngửa ngửa sắp ngửa sắp ngửa đổi chỗ cho nhau thôi sắp ngửa ngửa và thứ ba ba lần ngửa là ngửa hết như vậy sẽ có là một hai ba bốn năm sáu bảy tám ha một B là biến cố. Nhưng mà chúng ta vừa mới biết là không gian mẫu nhé. Không gian mẫu là tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy xảy ra. Biến cố, giả dạ sử T là phép thử gieo một con xúc xắc, không gian mẫu là 1 2 3 4 5 6. Xét biến cố hay gọi là sự kiện nha, sự kiện gì đó. Biến cố A, số chấm trên mặt xuất hiện là một số chẵn. Ta thấy việc xảy ra hay không xảy ra của A tùy thuộc vào kết quả của T. Đúng không? Nếu mà nó ra mặt số 2 thì A xảy ra. Còn ra mặt số 3 thì A không xảy, xảy ra. Biến cố A xảy ra khi về chỉ khi kết quả của T là 2, 4 hoặc 6. Các kết quả này được gọi là kết quả thuận lợi cho A. Do đó biến cố A được mô tả bởi tập hợp omega. Omega cũng là tập hợp nhé. 2, 4, 6. Đó là một tập con của Omega. Biến cố A được gọi là biến cố liên quan đến phép thử T. Được không? Như vậy chốt lại biến cố chỉ là một sự sự kiện liên quan đến phép phép thử. Việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố phụ thuộc vào kết quả của của phép phép thử. Được không? Và tập Omega A là con của Omega. Rồi ta có một cách tổng quát như sau. Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của A tùy thuộc vào kết quả của T. Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra được gọi là kết quả thuận lợi cho A. Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A ký hiệu là omega. Khi đó người ta nói biến cố A được mô tả bởi omega. H2 Xét biến cố B, số chấm trên mặt xuất hiện là một số lẻ. Và biến cố C, số chấm trên mặt xuất hiện là một số nguyên tố. Hãy viết ra tập hợp omega B mô tả biến cố B, tập hợp omega C mô tả biến cố C. Như vậy chúng ta sẽ làm H2. Omega B số lẻ đúng không? Omega B là số lẻ là 1 3 và và 5. Tiếp theo omega C. Omega C là số nguyên nguyên tố. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là một và chính nó. Số 2, số 3 và số số 5. 2 3 5 là ba số nguyên tố nhé. Rồi tiếp theo ta đến hai khái niệm nữa. Đó là biến cố chắc chắn biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra ở lúc nào cũng xảy ra hết khi thực hiện phép thử t biến cố chắc chắn được mô tả về tập omega và được ký hiệu là omega <laughs> tiếp theo là biến cố không thể biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi phép thử t được thực hiện rõ ràng không có một kết quả thuận lợi nào cho biến cố không thể biến cố không thể được ký hiệu bởi tập rỗng và được ký hiệu là rỗng như vậy biến cố không thể là rỗng còn biến cố chắc chắn sẽ là omega à, cho một ví dụ về biến cố chắc chắn nè ví dụ gieo con xúc sắc nhé à, biến cố chắc chắn có gì biến cố đi đây à, biến cố đi là sự biến cố chắc chắn đó là gì xuất hiện xuất hiện gì à. mà có số chấm chẳng hoặc lý được không? D là xuất hiện mặt có số chấm chẵn hoặc lẻ. Như vậy là số nào ra đây dính hết đó. Thì khi đó omega D của thầy nè thì nó sẽ là 1 2 3 4 5 và 6. Và thằng này chính là omega luôn. Được không? Tiếp theo là biến cố không thể nhé. Biến cố không thể một đứa khác nó nói là xuất hiện mà mấy chấm 7 chấm ha. À. Được, xuất hiện mặt 7 chấm. Rõ ràng là omega y e thì sẽ bằng bằng rỗng. Không thể nào xuất hiện mặt 7 chấm được, hiểu không? Mục số 2, ta sẽ nghiên cứu xác suất của biến cố. Như vậy xác suất là gì? À. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nói về biến cố, ta thường nói biến cố này có nhiều khả năng xảy ra, biến cố kia có ít khả năng xảy ra biến cố này có nhiều khả năng xảy ra hơn biến cố kia toán học đã định lượng hóa các khả năng này bằng cách kén cho mỗi biến cố một số không âm nhỏ hơn hay bằng một gọi là xác suất của biến cố đó xác suất của biến cố a được ký hiệu là pa nó đo lường khả năng khách quan sự xuất hiện của biến cố a định nghĩa cổ điển của xác suất ví dụ 4 giả sử t là phép thử gieo hai con xúc xác kết quả của t là cặp số x chấm y à, x y trong đó x là số chấm của con thứ nhất và y là số chấm của con thứ thứ hai trong đó x y tương ứng là kết quả của việc gieo con xúc xác thứ nhất và thứ thứ hai các kết quả có thể xảy ra của t được cho trong bản sau ta đang mô tả cho bạn nè con thứ nhất là x con thứ hai là y một hai ba bốn năm 6 một hai ba bốn năm sáu được không 6 hàng 6 cột thì ta bắt cặp lại thôi thì nó sẽ có 36 này một 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 hai một ba được không hai một hai hai ba hai như vậy tương tự nhé tương tự là số một số hai số ba số là sẽ có ba mươi kết quả không gian mẫu của T là omega bằng, đây phép thử T có 36 kết quả có thể. Nếu con xúc xác được chế tạo cân đối, thì các mặt của con xúc xác đều có cùng khả năng xuất hiện. T nói 36 kết quả của T là đồng khả năng. Xếp biến cố E, tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con xúc xác là 7. Ở tập omega có kết quả thuận lợi là tổng số chấm là 7, chúng ta sẽ có là 16. 16 thì sẽ có 61, 25 thì có 52, 37 thì sẽ có số là 34 thì sẽ có 4 43. Được không? Và khi đó tỷ số 6 phần 36 bằng 1 phần 6 được coi là xác suất qua. Như vậy chúng ta sẽ lấy là gì? Omega chia cho omega, ha, à, lấy số phần tử số phần tử của omega chia số phần tử của omega một cách tổng quát chúng ta sẽ định nghĩa như sau: giả sử phép tự t có không gian mẫu là omega là một tập hữu hạn và có kích và các kết quả của t là đồng khả năng nếu a là một biến cố liên quan đến phép tự t và omega a là tập hợp các kết quả thuận lợi cho a thì xác suất của a là một số và ta sẽ ký hiệu số đó là pa được gọi được xác định bởi công thức pa bằng số phần tử của omega A chia số phần tử của omega. Được không? Như vậy vì tính xác suất của biến cố A trong trường hợp này được quy về việc đến số kết quả của phép thử T và số kết quả thuận lợi cho A. Hay chúng ta quen hơn là khi chúng ta làm trắc nghiệm, làm trắc nghiệm. Có câu nó sẽ có đáp án là A, B, C, D giả sử câu này chúng ta không biết không biết chọn cái nào nhé chúng ta không biết làm luôn à, người ta hỏi là xác suất chọn trúng là bao nhiêu phần trăm thì ai cũng biết đó là 25 phần phần trăm được không tại sao 25 phần trăm thì chúng ta sẽ có là P này PA đi biến của A thì bằng Omega chia số phần tử của Omega ở đây là có bốn kết quả cho nên số phần tử của không gian mẫu sẽ là 4. Được không? À, còn đáp án đúng thì chỉ có một đáp án duy nhất thôi, nó là 1/4. Được không? Mà 25% chính là 25 của 1 100 bằng 1/4. Được không? Xác suất còn trúng là 25% chính là 1/4. Chú ý, từ định nghĩa trên ta suy ra p lớn bằng 0 nhỏ bằng 1. P omega thì bằng 1, còn P rỗng thì bằng bằng 0. Ở trên tử rỗng, ở trên tử không có là bằng 0. Ở trên tử bằng dưới mẫu là bằng 1. Rồi à, ta đếm và toán số 5. À, một ví số số, số có 4 chữ số. Hiện tại là 6 chữ số rồi. À, đây là 4 chữ số. Lúc trước, ha, ít người mua. Thì chúng ta làm bốn chữ số thôi khi quay số nếu ví bạn mua có số trùng hoàn toàn với kết quả thì bạn trúng giải nhất nếu ví bạn mua có đúng ba chữ số trùng với ba kết quả ba chữ số của kết quả trùng kể cả vị trí luôn nhé thì bạn trúng giải nhì bạn ăn mua một vé sổ số, số tính xác suất đang trúng giải nhất và ăn trúng giải nhì giải nhất là bốn chữ số phải trùng hết luôn nhé Bây giờ ông ta làm nha, ta làm ta kiểm tra đáp án sau. À, cái này là ví dụ 5. Giả sử cái tờ vi số của chúng ta là A, B, C, D. À, A, B, C, D có bốn chữ số. Như vậy, à, không gian mẫu là nhiêu? Chọn A thì có mấy cách? 10 cách, số này cũng được, số 0 cũng được nha. Số 0 cũng được, số 0 cũng có thể đứng đầu. B là mấy cách? Vẫn là 10. C là mấy vẫn là 10 luôn và D là là 10 số nào cũng được ha. Như vậy là 10 mũ, mũ 4. Được không? Được chưa? 10 mũ 4 nhé. Còn à, thằng A là biến cố gì vậy? Rồi A là biến cố gì? A là biến cố an trúng giải dạ nhất được không? Thế thì câu hỏi đặt ra là omega là mấy? Trúng giải dạ nhất có nghĩa là phải trùng với kết quả này luôn nha, phải trùng với kết quả này luôn, trùng với an. Trúng giải dạ nhất là bốn chữ số của an là phải trùng với bốn chữ số của kết kết quả và nó chỉ có một khả năng có thể xảy ra thôi, được không? và khi đó thầy có thể xác suất ba là bằng omega chia cho omega bằng một phần mười mũ mười mũ tư đây đọc lại giải đây số kết quả có thể là mười mũ tư và chỉ có một kết quả trùng với vé số số ví của an do đó xác suất lớn nhất của an là một phần mười mũ tư tiếp theo ta sẽ đến câu b câu b là an sẽ trúng giải giải nhì ha à. a b c d Rồi, omega thì vẫn thế nhé omega thì vẫn thế omega là mười mũ tư p là b là biến cố p là biến cố an Trúng giải nhì Được không? B là biến cố an trúng giải nhì A, B, C, D nhé. Để mà trúng được cái giải nhì á Để mà trúng được giải nhì á Thì thằng An này nó chỉ được sai mấy số thôi Nó chỉ được sai Một chữ số thôi à, Trường hợp 1 Trường hợp 1 là sai chữ số đầu. Đầu tiên. Được không? Trường hợp 1 là sai chữ số đầu tiên thì sẽ có mấy cách. Sai chữ số đầu tiên là chữ số đầu tiên nó không được trùng với thằng này nhé, nó không được trùng với A. Thì nó còn lại là 9, 9 cách. Chữ số sau và trùng là 1, tiếp tục trùng là 1, tiếp tục trùng là 1 bằng 9. À, tương tự ta có trường hợp 2 sai chữ số thứ thứ hai thì sẽ có là 1 x 9 nhân 1 nhân 1 bằng 9 trường hợp 3 là xa chỉ số thứ thứ ba chúng ta cùng sẽ có 9 trường hợp thứ tư chúng ta có xa chỉ số thứ tư cũng sẽ có 9 cách Như vậy thì sẽ có là omega P Omega P thì bằng là 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9 Thì nó sẽ bằng là 36 cách Được Rồi 36 cách Và khi xác xuất PP của thầy sẽ là PP sẽ lấy là Số phần tử của omega P Chia cho số phần tử không gian mẫu Thì bằng là 36 chia cho 11 14 Rồi, chúng ta đọc nha, đọc lời giải Giả sử số viết của An là ABCD Cái kết quả trùng với đúng ba chữ số của An là ABCT Được không? ABCT có nghĩa là lệch chữ số cuối nè ABTD, lệch chữ số thứ ba, lệch chữ số thứ hai và lệch chữ số đầu Đầu tiên, vì mỗi trường hợp trên đều có chính khả năng nên ta sẽ có là 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9 bằng 36. Kết quả ở đó với của An trúng giải nhì. Do đó xác suất là 36 phần 10 000 Được chưa? Rồi tiếp theo ta sẽ đến ví dụ số 6. Một cổ bài tủ lơ khơ gồm 52 quân bài. Chi thành 4 chất. Đó là rô cơ là màu đỏ, bích và nhíp là màu màu đen. Mỗi chất thì có 13 quân hòa bài từ 2 đến 10. C, Q, K, ác. A đọc là ác nhé. 4 quân A, 4 quân 2 gồm có 2 rô, 2 cơ, 2 bích và 2 nhíp. 4 quân 3 là 3 rô, 3 cơ, 3 bích và 3 nhíp làm thành một bộ 3. Tương tự như vậy, 4 quân ác làm thành một bộ ác chọn ngẫu nhiên năm quân bài tính xác suất để năm quân bài đó bây giờ chúng ta cần làm gì trước không gian không gian mẫu nha không gian mẫu ví dụ 6 nhé không gian mẫu của thầy, số phần tử của không gian mẫu là Bây giờ ta sẽ chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong trong bao nhiêu quân? Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong 52 quân. Được không? Tiếp theo là tính xác suất để 5 quân bài đó ta có một bộ ha. gọi à, A là biến cố trong nam quân bài có một bộ ha. À. A là biến cố trong 5 quân bài có một bộ nhé Như vậy chúng ta có trường hợp 1 Là sẽ có bộ số mấy Có bộ Bộ 2 ha. À. Chúng ta sẽ có bộ 2 Được không Có bộ 2 Thì sẽ có bao nhiêu cách Bộ 2 có nghĩa là bốn con 2 rồi, một con còn lại thì sẽ có 40, 48 cách. Được không? Trường hợp 2, chúng ta sẽ có bộ bộ 3. Bộ 3 thì chúng ta sẽ có mấy cách? 48 cách để chọn con còn lại. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có trường hợp số 10, 13. À, trường hợp 13 thì sẽ có là có bộ bộ A. Thì sẽ có là 40 8 cấp nó tóm lại là chúng ta sẽ có là suy ra Omega A số vòng tử Omega A là 48 cộng 48 13 số là 48 nhân 10 13 Được không? và khi đó xác suất của thầy PA bằng Omega A chia cho Omega bằng là 48 nhân 13 chia cho C5 của H. 52 Rồi chúng ta đọc lại dạy nhé Số kết quả có thể là C5 52 Số kết quả trong đó có một bộ 2 bằng số cách chọn một quân bài là 50, 48 con quân còn lại, không phải là quân 2. Vậy có 48 kết quả trong đó có một bộ 2 tương tự, 48 kết quả cho bộ 3, 48 kết quả cho bộ ác. Vì có tất cả là 13 bộ nên số kết quả trong đó xuất hiện một bộ là 13 x 48 bằng 624 đem đi cho c C5 C552 sắp xỉ 0.00025. Được không? Tiếp theo ta sẽ nghiên cứu về phòng P vòng p là định nghĩa thống kê của xác suất trong định nghĩa cổ điển của xác suất ta còn giải thiết phép thử t có một số hữu hạn các kết quả có thể về các kết quả này là đồng khả năng nhưng trong nhiều trường hợp giải thiết đồng khả năng không được thỏa mãn chẳng hạn khi gieo một con xúc sắc không cân đối thì các mặt của con xúc sắc không có cùng khả năng xuất hiện trong trường hợp đó ta định sử dụng định nghĩa sau đây được gọi là định nghĩa thống kê của xác suất xét phép thử T và biến cố A liên quan đến phép thử T ta tiến hành lặp đi lặp lại n lần phép thử T và thống kê xem đây thống kê à, bắt đầu về thống kê thống kê là bộ môn rất quan trọng nhé xem biến cố A xuất hiện bao nhiêu lần Số lần xuất hiện biến cố A được gọi là tần số của A. Như vậy tần số là số lần xuất hiện. Được không? Trong N lần thực hiện phép thử T. Tỷ số giữa tần số của A và số N được gọi là tần suất, à, tần suất. Của A trong N lần thực hiện phép thử T. Được không? từ tần suất này nó cũng có ý nghĩa tương tự như giống như là năng suất hay là công suất các bạn được học rồi Người ta chứng minh được rằng khi số lần thử n càng lớn thì tần suất của a càng gần với một số xác định. Số đó được gọi là xác suất của a theo nghĩa thống kê. Rồi xác suất theo nghĩa thống kê số này cũng chính là PA trong định nghĩa cổ điển của xác suất như vậy tần suất được xem như giá trị gần đúng của xác suất trong khoa học thực nghiệm người ta thường lấy tần suất làm xác suất vì vậy tần suất còn được gọi là xác suất thực nghiệm à, nhưng mà tần suất không có tên gọi là xác suất thực nghiệm chúng ta đến ví dụ 7. khi tay gieo một đồng xu cân đối thì xác suất xuất hiện mặt ngửa là 0,5 đúng không? Ừ. Ngửa là 0,5 và sắp là 0,5. Phong nhà toán học người Pháp ở thế kỷ thứ 18 để thực nghiệm việc gieo đồng xu nhiều lần và thu được kết quả sau, cái này rất dễ chúng ta chỉ việc làm gì? lấy đồng xu gieo lên xong rồi đếm số lần thôi. Số lần gieo là 4.040 lần Số lần xuất hiện mặt ngửa là 2.048 lần Tần suất xuất hiện mặt ngửa là 0.5070 Được không? mà xem bản này Đấy Nó vẫn xoay quanh số 0.5 thôi Lề một tí nha, lề một tí Chứng tỏ con xác suất này, xin là con xuất sắc này sao? Chính là đồng xu này sao? Không cân đối lắm, đúng không? Nếu đồng xu mà thật sự cân đối thì nó phải ra chính xác là không phải 0.5 5. Ví dụ 8 Một công ty bảo hiểm nhân thọ đã thống kê nha mấy công ty này phải thống kê Rồi người ta làm ăn sao cho Có lợi cho người ta Chứ người ta không có làm cho lỗ đâu à, Trong 100.000 đàn ông Thì có 568 người chết Trước khi bước sang tuổi 51 Và trong 100.000 phụ nữ thì có 284 người chết trước khi bước sang tuổi 51 nhưng mà tỷ lệ đàn ông chết trước khi bước qua tuổi 51 là cao hơn phụ phụ nữ gần như gấp đôi à. khi đó xác suất thực nghiệm để một người đàn ông 50 tuổi chết trước khi bước sang tuổi 51 là 568 Chi cho tổng là 100.000 đàn ông thôi xác suất thực nghiệm của phụ nữ là 284 chia cho 100 000 thì ông giống như xác suất bình thường thôi nhưng mà ở đây là thật thực nghiệm xác suất thực nghiệm hay còn gọi là tần suất á rồi H3 gieo con xúc xác 50 lần ghi lại kết quả của việc gieo này và tính tần suất mỗi lần mỗi mặt 1 2 3 4 5 6 chấm đây Chúng ta chỉ việc lấy con dây xúc sắc chúng ta làm gì? Gieo 50 lần thôi. Bây giờ giả sử chúng ta gieo 50 lần rồi nhé, xong rồi chúng ta ờ à, tính luôn. Giờ ngồi gieo mịt. À tần số. Đây là tần suất. Đây là số chấm xuất hiện. 1 2 3 4 5,6 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gieo 50 lần nha. Ví dụ như số 1 thì xuất hiện mấy lần? Số 1, ví dụ chúng ta sẽ cho xuất hiện 8 lần đây nghe. Thằng này 9 lần, thằng này 10 lần, thằng này 7 lần, thằng này 6 lần. Và cộng lại phải ra 50 nha, cộng lại phải ra 50 chứ không có cho đại chỗ này được nha bây giờ 50 lần thôi và này 10 lần tần số là bao nhiêu tần số là lấy tần số chia cho 8 chia cho 50 9 chia 50 0,18 10 chia 50 0,2 7 chia 50 0,14 Và 6 chia 50 0,12 Và thằng này là 10 chia 50 là 0,2 0, Được không? Như vậy bài lý thuyết ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở câu hỏi và bài tập nằm ở trang 75. Xin chào tất cả các bạn.